Hôm nay cho mì xào nè, 50 hộp cho trong 5 vi. Đi vô nhà đi. Thôi. Hôm qua chiều không biết cho ở đâu nữa nè. Hôm rồi cho ở đâu ta? Như là Phnom Penh chứ. Để coi trên video. Bữa nay thì thứ bảy hả? Bữa nay thứ bảy. Thứ bảy cho mì. Chủ nhật với thứ hai thì cho cơm. Còn nói chuyện môn ngủ trên cao à. Bobby giờ cũng lên ghế luôn. Lạnh hả? Đi phát rau về thì ông Chín ổng ổng kêu xuống lấy dưa hấu với đu đủ 40 ký dưa hấu đu đủ. Hôm nay cho mì xào nè, 50 hộp cho trong 5 vi. Đi vô nhà đi, đi. Nó đòi theo nè, đi vô. Bữa nay cho 50 hộp mì xào. Ngày mai là mỗi ngày, ngày mai nữa là 50 hộp cơm. Với ngày mốt cũng 50 hộp cơm. Này là cổng chùa Phnom Penh. Phnom Penh dưới.
ở đầu làng là cái chùa Phong Phi dưới, còn ở cuối làng thì có. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay. Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè. Tôi đợi em về, bàn chân quen qua. Sông xây mùi ai à, sơn mến sông sông bà lại ta mà đóng mình á. Dạ. Ừ. Ở con ta ở trẻ ở con ta đi là hai bố viêm á. Này này ăn mên lục luôn ai đi chăm cái ao đi. Đâu cả em mới mấy vậy? Đâu cả em mới mấy vậy? Mấy chi mấy? Mấy cái mấy? Nè. Cần ta. Đây cần oai nè. Nè, đâu cả em đi mà. Nè. Là cho ác quân ta đi. Nè, vô tờ hộp á, admin vô tờ cháu lên nè. Quân ta. Này hô ai nở ăn gì chưa? Hả? Chưa hả? Chưa có mì ăn rồi khỏe rồi. Chè hô mi vậy? Chè nè. À đây ai được không ấy nhỉ? À đây ai được không ấy nhỉ? Ừ. Đang à. Này cái này ai nhảy cái này bên á? Nhớ. Ta sẽ mua đó. À đây thông ấy. Ai thông mấy cái ao được không ấy nha. Ừ. Tao hô cái lại cùi hô quá. Nó không cùi nó. Chè hô bé. Chè hô mi vậy. Chè hô bé. Nè cùng vô tao 100 món á. Vô tao hô á. Nó ở đâu chè hô mới nào. Ừ mấy ai mấy. Tại sao môi. À, ơi, không ấy nha cha. Bà. Mày nhanh nhỉ?
mớ cầu trai ở là và như thế tôi đến trong cuộc đời.